Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau Farody. Quý vị thấy gì đây không? Đây chính là ức gà luộc trắng bông. Đây chính là cái phần ăn trưa của cục cưng ông già Mr. Bo. Đó, bây giờ ông đang ngồi đó ông hóng. Không biết mình cầm cái dĩa gà nãy giờ rồi. Đỡ cho nó nguội đó. Bo ơi, Bo già ơi, đó. Buổi sáng có nó nãy chọn mới mua 4 cục. Nè Bo. Đấy, nó phải thế. Ý, nào mọi người thấy một buổi ăn của nó nè. Nãy chọn mua 4 cái ức, 4 cái miếng thịt ức cho nó ăn được 4 bữa. Nó băng da. Nè, da nữa. Rồi, đây mọi người thấy không? Cắn miếng da bỏ liền. Quen rồi. Nè nè, nghe đây nè, nghe đây nè bông. Ngon không? Nhon 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 không? À. Đó, ăn một cái ức luôn á. Khi nào nó ngán là thôi. Rớt đi không ăn đi. Đưa vào mồm nha. Ủa sao nay ăn ít vậy bông á? Sao nay em ăn ít vậy? Đưa nó cắn miếng da cái nó nhảy ra cái nó ngán nó không ăn luôn trời. Nó kìa, kỳ hết sức không? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nè nè. Thôi bây giờ anh học anh chồng không đút nữa ha Bo. Bo, anh chồng không đút nữa nè. Anh chồng để đây cho Bo tự lựa tự ăn luôn. Ăn rồi kìa. Thấy chưa? Đút nó ghét luôn thì ăn luôn. Giận á mà quý vị. Không, hồi nãy em đút cái miếng da nó nhai vô cái nó nhả ra rồi em đút nó không ăn luôn. Ô trời ơi, nó giận chồng á mà quý vị. Chồng đút cái miếng da vô nó nhai cái nó nhả miếng da ra rồi nó không thèm ăn nữa. Bây giờ phải buộc phải bỏ xuống cho nó lựa. Má nó lựa, cái nó ủi nó lựa. Thịt nạc mà chồng bóp thì mềm mềm mới ăn luôn á. Đút cái miếng da vô họng rồi cái đầu cái nó nhai nhai xong nó nhả ra. Nhả ra rồi cái nó không thèm ăn nữa. Nó giống như mình, nó sợ mình dụ nó ăn da vậy, nó lừa. Giờ bắt buộc mình phải bỏ cái dĩa thịt xuống cho nó lựa miếng nào nó ăn nè. Cái miếng da ở đây, miếng da màu trắng chứ không phải miếng da màu vàng đâu, miếng da ức. Thua thiệt luôn á. Bó tay ông thiệt á. Dụ nó đưa đút nó miếng da, đút vô nó cắn cái nó nhả ra liền trời. Nhả ra rồi đút khác không ăn chạy luôn. Nó sợ mình lừa nó nữa. Trời ơi, có con chó nào mà không ăn da không? Xe miếng to quá nó nhai. Không thèm ăn luôn, nó sợ chứ. Thôi, không ăn, chồng lấy lại. Chồng lấy lại luôn. Nè, miếng nhỏ nè. Miếng này mềm lắm. Trời ơi, cái miếng thịt này nó ngon quá ông nội mẹ ơi. Nè. Đã xé nhỏ, đã dùng cái tay bóp cho nó dập cái miếng thịt ra rồi đó. Chứ không phải là xé khơi khơi đâu nha. Ơi, lựa. Ăn cha chưa? Bo ơi, ăn đi. Không ăn anh chồng lấy lại anh chồng cất đó nha. Thiệt thiệt chứ anh chị. Tự nhiên cái em rút vô miếng da. Nó cắn miếng da xong đúng không? Nó nhả ra. Nó nhả ra xong cái đút miếng thịt khác nó không ăn. Nó tưởng mình đút miếng da lừa nó. Nó chạy luôn bây giờ phải bỏ xuống đây nè. Bơ anh duy cho em anh. Dập dập nó mới ăn nữa. Cứng nó không ăn đâu. Thịt mà phải bóp nhuyễn nữa. Ừ, là dỗi à? Dỗi. Trời ơi, dỗi à? Ừ, của em đây. Trời ơi. Đổ cái da được, thấy cái đó không ăn luôn á. Lấy cái da gà đó. Nè Bo. Con ra đây, đợi con ra. Gà cái cương khác không ăn mà. Đi ra. À. Bây giờ anh để đây cho em tự nhiên nha. Anh sẽ đây cho em một cái
cái ca nước, một cái chén nước để đây, thích ăn lúc nào ăn. Chạy vô nữa rồi đó. Ha, bây giờ nè, anh để đây nè, chừng nào thích ăn ăn nha, chừng nào thích ăn thì ăn. Giờ lấy miếng nước để đây nha, nha bố. Bố chừng nào bố thích ăn thì ăn nha, anh chồng không có chọc nữa. Chọc có miếng da chút xíu mà giận đang ăn ngon, nhét miếng da vô cái giận luôn à. Hiểu, hết sức con này luôn. Em mà không ăn chút xíu anh thả mấy đứa em kia lên ha, nó gặp cái này một cái ha. 1 phút 30 giây. Không, em thử, em giả vờ. Em chọc nó. Thằng này nó đâu có tin cái lời thử đâu. Em chọc nó, em bỏ miếng da vô là em chọc nó, ai ngờ đâu nó giận. Không chưa thử thách. Nó cắn miếng da xong rồi nó giận mình luôn, nó bỏ nó chạy luôn. Mình không chưa thử thách qua nè. Thôi bây giờ để cho Bo tự nhiên ăn nha. Trọng xin chào quý vị khán giả. Bó tay quý vị ơi. Nó biết giận. Đang ăn ngon lành, Trọng kỳ quá mà anh Trọng nhét cái miếng da vô cái ăn giận luôn. Giận thiệt luôn á. Giờ phải năn nỉ mới ăn đó, năn nỉ mà giả bộ để cho nó lựa, nào nó lựa. Thịt này là Trọng luộc mềm, Trọng bóp nhờ. Dập hết trơn rồi đó. Như là nó ăn hết, bữa nó ăn hết cái cục tức mà. Tại nãy nó giận Trọng thôi. Giận lừa nhỏ để miếng da vô. Thôi, chào bye bye tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui. Muốn nước kìa. Muốn ào á, thấy cái hành động nó cưng quá, không muốn ào video, muốn cho mọi người xem thiệt là nhiều gì bo luôn á. Vừa ăn vừa uống. Đút tới mồm gì đó. Sao không sướng được. Hé bo. Uống nước cưng chưa? Giờ để cái miếng thịt đây chứ chưa chắc con nào dám lại đâu nha. Chọc chọc chơi gì đó chứ để đây chưa chắc con nào dám lại đâu. Để cái mỏ nó kìa. Đó. Bảo vệ đồ ăn nó ghê lắm. Thôi nha. Chào xin chào tất cả mọi người. Để cho bò nó tự nhiên. Chúc mọi người xem video vui. Và chào xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.